Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi hoàn thành bức tranh hình ảnh về khỉ mẹ và ba con khỉ con các bạn nhé. Các bạn cùng mình theo dõi hết video để biết cách mình tô màu cho bức tranh này nha. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay nha mọi người. Hình ảnh về gia đình khỉ cùng khỉ mẹ và ba khỉ con. Mình sẽ sử dụng đến cái bộ bút chì màu để hoàn thành cho cái bức tranh của mình ngày hôm nay nha. Và về phần dây đu thì mình sẽ sử dụng màu nâu sáng để tô cho cái phần dây đu này. Tiếp tục thì đến phần thân cây thì mình cũng sử dụng đến màu nâu sáng để tô cho cái phần thân cây mà ba mẹ con nhà khỉ đang ngồi các bạn nhé. Màu mà mình đang tô là màu nâu sáng, là nâu tối nha mọi người. Màu giống màu gỗ ấy mọi người. Đây là phần cành cây mà mẹ con nhà khỉ đang ngồi các bạn nhé. Đã được mình hoàn thành bởi màu sắc đó là màu nâu tối nha mọi người. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu nâu sáng để tô cho mẹ con nhà khỉ nha. Và mình sẽ gọt bút chì nha mọi người. Mình sẽ tô cho phần khỉ mẹ trước. Mình sẽ tô cho hình khỉ mẹ trước mọi người nha. Đây là hình ảnh của khỉ mẹ. Hình ảnh mẹ con này khỉ đang ngồi rất là tình cảm mọi người nhé. Ngồi ôm nhau các bạn này, rất là tình cảm. Khuôn mặt thì cười rất là tươi nha. Đây là mẹ con này khỉ. Đã được mình hoàn thành bởi màu sắc đó là màu nâu sáng nha mọi người. Mình
đây là màu sắc nóng sáng cho phần khỉ mẹ và khỉ con. Mình sẽ tô lần lượt cho ba mẹ con sẽ cùng một màu nha các bạn. Mình sẽ phần đuôi của khỉ con nha các bạn. Mình sẽ tô tiếp tục đến phần khỉ con ở bên cạnh với màu sắc đó là màu nâu sáng mọi người nhé. Và tiếp tục mình sẽ tô lên phần chân của khỉ con nha, và phần đuôi. Phần đuôi của khỉ mẹ. Tiếp theo thì mình sẽ tô đến phần khỉ con cuối cùng. Khỉ con thứ ba mọi người nhé. Mình đã hoàn thành xong bức tranh hình ảnh về ba mẹ con nhà khỉ đang ngồi trên cành cây rồi các bạn nha. Và đây là tác phẩm của mình nha các bạn. Và như các bạn thấy ở trên tay của mình là một bức tranh hình ảnh rất là xinh các bạn này, được hoàn thành bởi hai phân loại màu sắc. Các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu được của mình để hoàn thành cho bức tranh hình ảnh của ba mẹ con nhà khỉ nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi, mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.